Dạ, xin chào quý bà con. Thì có phải là trong vườn cây của mình á thì có rất nhiều loại sâu hại hoặc là cái côn trùng chích hút mà bà con đang suy nghĩ coi là muốn tìm một dòng sản phẩm nào mà vừa có thể trị rời rệp mà vừa có thể là trị sâu. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới cho mình dòng sản phẩm, đó chính là Bilharzia 155SC. Đối với dòng sản phẩm này có hai hoạt chất, đó chính là abamectin. Đối với hoạt chất abamectin này á là đặc trị các loại sâu. Em ví dụ như là vườn của mình hay bị sâu vẹ bùa lắm nè, rồi sâu tơ, rồi sâu ăn lá và sâu xám và nhiều cái loại sâu khác. Thì thành hoạt chất abamectin này á cực kỳ hữu hiệu trong vấn đề là điều trị các loại sâu hại ở trên cây trồng. Thì ngoài ra là sản phẩm Bilharzia này có hoạt chất đó chính là pyrotetramax. Hoạt chất này có tính chất như thế nào? Đó chính là chuyên trị các loại côn trùng chích hút giống như là rệp sáp, rầy xanh, bọ trĩ hoặc là những cái côn trùng khác như là bọ xít. Đó, thì là bà con muốn tìm một dòng sản phẩm tích hợp loại để diệt trừ hai cái dòng côn trùng hoặc là sâu hại như vậy thì hãy tìm tới Bilharzia. Vì sản phẩm này giúp bà con có thể phun một lần nhưng hiệu quả rất là nhiều, không phải phun nhiều lần. Và sản phẩm rất là làm cho bà con tiết kiệm. Tại vì mình phun một lần thôi mình có thể trị được sâu và mình trị được cả rầy nữa. Dạ, thì một chai này có thể pha được cho 200 lít nước. Một chai này là một dung tích nó là 100ml ha. Mà pha được 200 lít nước á, nên bà con thấy rất là tiết kiệm không? Và hiện tại bên em đang có một chương trình, đó là siêu sale tháng 7. Là chỉ cần từ 3 tới 5 chai thôi mình có thể nhập được giá sỉ rồi. Vậy bên em phân phối và ship code trên toàn quốc. Nên là em có để số điện thoại của bên em ở bên dưới á, cứ liên hệ, bên em sẽ đặt hàng và gửi hàng cho mình trong vòng từ 2 tới 3 ngày là bà con có thể nhận được hàng rồi nhé. Cảm ơn quý bà con đã lắng nghe và tin tưởng em trong suốt thời gian qua. Nên cần đặt hàng hãy liên hệ ngay cho hotline của em nha. Em xin cảm ơn.